Người cao tuổi phòng ngừa thoái hóa khớp gối như thế nào? Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Thị Ngọc Bảo, đang công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh, có thể phòng ngừa thoái hóa khớp gối bằng các biện pháp như sau: duy trì cân nặng hợp lý. Đầu gối là một trong các khớp có chức năng chống đỡ cho cơ thể. Ở những người thừa cân hoặc béo phì làm tăng tải trọng lên khớp gối, do đó nên duy trì cân nặng hợp lý để ngăn ngừa thoái hóa khớp gối. Kế đến nên hoạt động thể chất thường xuyên, có thể 30 phút trên lần và từ 3 đến 5 lần trên tuần. Điều này giúp tăng cường sức bền và sức khỏe xương khớp. Có thể thực hiện các bài tập an toàn không gây áp lực lên khớp như đạp xe, đi bộ, bơi aerobic, v.v. Nên duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học, bao gồm các loại thực phẩm có thể tăng cường dinh dưỡng cho cơ, xương, khớp, gồm có rau xanh, trái cây tươi, thực phẩm giàu omega 3, có trong cá, trứng, đậu nành, v.v. Vitamin C có trong cam, quýt, bưởi, vitamin D có trong sữa, trứng, cá, ngũ cốc, v.v. Vitamin K thì có trong cải, bông cải, chuối, dầu ô liu, v.v. Hạn chế các chấn thương ở đầu gối. Bởi tổn thương khớp là một trong những yếu tố hàng đầu thúc đẩy quá trình thoái hóa sớm, lưu ý luôn khởi động trước khi tập luyện, tránh gập đầu gối quá mức hay là quỵ gối, chọn giày tập vừa chân chắc chắn. Nên làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Vì các cơ quan và bộ phận trong cơ thể bao gồm cả xương khớp đều cần được nghỉ ngơi để có thời gian phục hồi và tái tạo năng lượng. Đặc biệt ở người lớn tuổi, ngủ đủ giấc sẽ góp phần phòng ngừa thoái hóa khớp gối, kiểm soát đường huyết và các bệnh nền khác bằng chế độ ăn uống khoa học. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.